Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mitsubishi Outlander nhé. Dòng xe thuộc phân khúc gầm cao 5+2. Ở cái thời điểm này thì cái chính sách giá bán của cái dòng xe Mitsubishi Outlander này của bên em vẫn được tăng cường giảm giá cực kỳ mạnh, vẫn hỗ trợ anh em giảm sâu về tiền mặt, vẫn tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình và tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ đối với một số phiên bản. Hiện tại thì dòng xe Mitsubishi Outlander này đang có hai phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản Outlander 2.0 CVT và phiên bản Outlander 2.0 Premium anh em nhé. Ở trong cùng phân khúc thì Mitsubishi Outlander này đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ ở cái tầm tiền từ hơn 700 triệu đến hơn 800 triệu từ giá xe này. Vậy thì ngay bây giờ mời anh em theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được chính sách giá bán ở cái thời điểm này anh em nhé. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Outlander 2.0 CVT. Bản này thì đang có mức giá là 825 triệu. Với cái chính sách giá bán ở thời điểm này thì bên em đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt, cũng như là vẫn tặng anh em những cái gói quà tặng vô cùng đặc biệt, bao gồm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 821 triệu, trả góp thì đang là 183 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 813 triệu, trả góp thì đang là 175 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 795 triệu, trả góp thì đang là 157 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và chưa bao gồm các chi phí đăng ký chọn gói anh em nhé. Hiện tại cái chính sách giá bán của bên em đang hỗ trợ cực kỳ cởi mở, giá cực kỳ tốt ở cái thời điểm dịp cuối tháng 7 này. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì hoàn toàn có thể gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em để em hỗ trợ đặt xe và có những cái chính sách giá bán chi tiết nhất để gửi tới anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mitsubishi Outlander 2.0 Premium. Bản này thì đang có mức giá là 950 triệu. Hiện tại chính sách giá bán của bên em cũng đang hỗ trợ cực kỳ sâu về tiền mặt, cũng như là vẫn tặng anh em những cái gói quà tặng vô cùng đặc biệt ở thời điểm này, bao gồm là 1 năm bảo hiểm thân vỏ, bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt như vậy, lăn bánh ở Hà Nội nhé, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 943 triệu, trả góp thì đang là 208 triệu. Còn anh em ở thành phố Hồ Chí Minh nhé, thì cần chuẩn bị cho em là 934 triệu, trả góp thì đang là 198 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 916 triệu, trả góp thì đang là 181 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như cập nhật những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại về quà tặng, về phụ kiện, về giá giảm tiền mặt trực tiếp rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào nữa thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em hỗ trợ gửi tới anh em những cái chính sách chi tiết và cụ thể và cạnh tranh nhất anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Nếu anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất mà mỗi khi có biến động thị trường em sẽ chia sẻ ngay tới anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.